người hưu trí Hy Lạp xuống đường biểu tình tiến từ Athens. Một biển người già Hy Lạp từ các nơi trong nước đã tràn ngập một con đường ở thủ đô Athens phản đối các giảm tiền hưu. Đoàn người tuần hành với một người cởi xe gắn máy dẫn đường đã đi qua thành phố, đi qua trụ sở quốc hội và tới bộ hành chính công. Tại đây, họ bị xe cảnh sát ngăn chặn. Người biểu tình đã tới từ nhiều